Trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, tuyển Trung Quốc đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ sau khi giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam hồi tháng 10. Dù chiến thắng, đội nhà vẫn bị chỉ trích vì không kiểm soát được bóng và thiếu điều phối trong trận đấu. Tiếp nối, trong trận đấu mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 ngày 16 tháng 11, tuyển Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công một cách linh hoạt, giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Thái Lan. Đây là chiến thắng quan trọng giúp đội tuyển Trung Quốc tạo lợi thế trong bảng đấu. Họ chấp nhận chơi với tâm thế cửa dưới, nhường thế trận cho đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 37% nhưng lại thắng thế về hiệu quả phản công. Huấn luyện viên Jankovic của Trung Quốc đã thể hiện sự linh hoạt trong việc định hình lối chơi cho đội phù hợp với từng đối thủ. Báo chí Trung Quốc, đặc biệt là hãng truyền thông 163, đã đánh giá cao cách tiếp cận của đội nhà. Họ nhận định rằng chiến thắng này không hề xấu xí, mà thực tế là một kết quả tuyệt vời, giúp đội giảm bớt áp lực và củng cố vị thế. Thêm vào đó, có ý kiến từ người hâm mộ Trung Quốc còn so sánh lối chơi này với phong cách của huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhấn mạnh vào việc chú trọng phòng ngự và sẵn sàng tung ra những pha phản công bất ngờ. Tuyển Trung Quốc đã chứng minh được sự hiệu quả của chiến thuật này, không chỉ ở trận đấu với Thái Lan mà còn trong cuộc chiến với Việt Nam trước đó.